Ngoài rất nhiều cái công dụng trong cuộc sống như làm gia vị, sát khuẩn, thì theo phong thủy ấy, muối còn được ví như là một cái loại bùa may mắn giúp để xả xui. Chẳng những thế mà từ lâu người Việt đã có phong tục đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi như một cái điều cầu may mắn cho một cái năm mới, để gia đình luôn được hạnh phúc bình an, làm ăn phát tài phát lộc. Bên cạnh đó thì các chuyên gia phong thủy cũng tiết lộ đúng ngày 23 tháng chạp chỉ cần rắc một nắm muối vào đúng chỗ này thì sẽ xua đuổi được tà khí, hấp thu cái năng lượng tích cực, đón rước tài lộc vào nhà, may mắn quanh năm. Chi tiết sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây. Quý vị thân mến, ông Công ông Táo trong cuộc sống tâm linh của người Việt được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất nhì trong năm. Dù cũng ông Công ông Táo được xem là một cái tục lệ lâu đời, nhưng không phải nhà nào cũng nắm được cái quy trình chính xác và cái phong tục, tục lệ truyền thống. Dùng muối để hóa giải những cái nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một cái vũ khí phong thủy hữu hiệu có từ ngàn đời nay. Cách dùng muối để xua đuổi tà khí và đón cái vận may trong cái ngày 23 tháng chạp được thực hiện như sau. 1. Là rắc muối ở trước cửa để xua đuổi vận xui. Thưa quý vị, ông bà xưa vẫn có câu là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Đây cũng là một cái quan niệm của người xưa, nói rằng muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đẩy tà khí và mang lại cái may mắn, cái sự bình an cho cả gia đình. Chính vì vậy mà cái cách hóa giải vận xui bằng muối luôn được áp dụng nhiều đấy, để xua đi những cái xui rủi đấy, để xả xui cho gia chủ có thể rắc một cái nắm muối ở từng phòng đấy, trước cửa nhà, trước sân để xua tà khí, đón cái vận may vào nhà. Nếu như mà gia chủ muốn thoát khỏi những cái vận xui thì có thể cầm một nắm muối ném qua vai trái của mình. Nhớ là vai trái vì ném qua vai phải lại còn mang lại cái xui xẻo gấp đôi. Bên cạnh đó, trong cái ngày 23 tháng chạp thì gia chủ có thể thử cái cách là xua đuổi cái âm khí, xua đuổi cái vận đen bằng cách rắc muối trước cửa nhà. Vì theo quan niệm của dân gian ấy, cái nguyên nhân các bạn gặp những cái chuyện xui xẻo là do cái âm hồn đi theo quấy phá. Vì vậy, rắc muối trước cửa là để xua đẩy những cái vận xui, xua đuổi những cái vận đen, chấn giữ không cho các âm hồn dã quỷ xâm nhập vào trong nhà quấy phá, làm các bạn gặp những chuyện không hay. Quý vị thân mến, thì trong cái ngày 23 tháng chạp là một cái ngày mà quý vị cũng sẽ tiến hành cái nghi lễ là lau dọn bàn thờ, bốc lại bát hương và tỉa chân nhang. Thì cái thời điểm từ sau lễ cúng ông Công Táo đến cái ngày 30 Tết là cái thời điểm thuận lợi nhất để cho quý vị tiến hành công việc là bốc lại bát nhang, lau dọn bàn thờ và tỉa chân nhang cho được sạch sẽ, chỉn chu, đón một cái năm mới bình yên may mắn. Thì quý vị cũng cần phải lưu ý là trong, để ý trên bàn thờ nhà mình nhé, xem là trong quá trình lau dọn để ý xem bát hương có cốt thất bảo hay chưa. Nếu mà chưa có thì quý vị hãy sử dụng một cái gói cốt thất bảo quý vị nạp vào trong bát hương. Đấy. Cốt thất bảo là 7 bảo vật của dân gian được tượng trưng của linh khí của đất trời hội tụ. Nó được là cái vật phẩm để cúng dường cho Đức Phật, đúng không? Bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, ngọc trai, hổ phách, phỉ thúy. Bên cạnh đó thì trong gói thất bảo cũng có cái giấy di hiệu để viết di hiệu của những người mình cần thờ cúng, của thần linh gia tiên. Đó. Khi mà bắt hương mà có thất bảo thì nó mới lưu giữ được cái linh khí, lưu giữ được cái lời nguyện cầu, lưu giữ được những cái điều tốt đẹp nhất đến với gia chủ. Đó. Vì thế mà quý vị hãy luôn nhớ là khi bốc bát hương thì phải luôn có cốt thất bảo để giúp cho bát hương được linh ứng hơn, cầu gì được nấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói thất bảo cũng như là cái quy trình bốc lại bát hương, giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Bên cạnh đó thì cái thứ hai ấy, là chúng ta cũng có thể là làm một đĩa chanh muối. Đó. Thưa quý vị, ngày 23 tháng chạp đặt một hoặc là ba quả chanh tự nhiên đấy, trên một cái đĩa và chúng ta cắt làm 4, cắt làm 4, rắc thêm một ít muối vào trong đó. Đặt cái đĩa ở dưới gầm giường trước khi đi ngủ hoặc là đặt bên cạnh giường. Khi thức dậy sáng hôm sau thì cũng đừng đụng vào quả chanh ấy mà đặt chúng vào một cái túi ni lông và bỏ chúng ra khỏi nhà. Làm cái điều này 3 ngày liên tục thì gia chủ sẽ loại bỏ được hoàn toàn hết cái nguồn năng lượng xấu trong nhà. Mọi việc từ nay sẽ trở nên thuận lợi, hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Quý vị thân mến, quả chanh có khả năng là cầu tình duyên mà không phải ai cũng biết. Theo đó, nếu như mà gia chủ đang gặp cái chuyện trắc trở trong chuyện tình duyên hay là vợ chồng tranh cãi, đấy, cũng như là
Những người độc thân mà muốn tìm được ý trung nhân hoặc là hóa giải các vấn đề về tình cảm thì quý vị có thể đặt một bát đựng 3 quả chanh cạnh giường. Đổi quả khác khi mà chúng chuyển sang cái màu vàng hoặc là màu đen. Cứ như vậy trong một thời gian ngắn thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Thứ ba là đặt bát nước muối trong nhà để xua đuổi cái âm khí. Thưa quý vị, các bạn có thể xua đuổi âm khí, hóa giải những cái nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình lâu dài bằng cách đặt một bát muối có chứa cái đồng tiền xu vào trong nhà vào cái dịp đầu năm. Vì theo phong thủy thì muối kết hợp với nước và cái đồng tiền kim loại sẽ tạo nên cái phản ứng giúp tẩy rửa và tiêu tán cái năng lượng tiêu cực đi. Cái hiệu quả nó sẽ nhanh chóng thu hút cái may mắn tài lộc vào trong nhà. Quý vị cũng cần phải lưu ý cái vị trí cực vượng để đặt cái bát hương muối tùy vào cái mong muốn của bản thân. Nếu mong muốn giàu có thì đặt ở cái cung tài lộc ở hướng đông nam. Nếu mong muốn gia đình yên ấm, nhiều cái sức khỏe thì đặt bát hương muối ở cung gia đạo ở hướng đông. Còn nếu mong muốn xua đuổi tà khí thì quý vị có thể là gì? Làm theo cái hướng dẫn như sau. Chuẩn bị một bát nước muối hoặc là một cái ly thủy tinh. Tiếp theo đó là cho muối vào đầy tầm 3/4 bát. Đó. Rồi đặt 6 đồng tiền xu theo hình tròn. Đấy. Mặt chữ ngửa lên trên. Quý vị lưu ý nhé. Cái mặt chữ phải ngửa lên trên ấy. Và mặt âm mặt dương có cái ký tự khác nhau. Đấy. Sau đó gia chủ hãy gì cho từ từ nước vào và đặt cái bát lên một cái miếng vải. Miếng vải đỏ thì càng tốt. Quý vị lưu ý trong suốt một năm để yên tại cùng một vị trí và không được che miệng bát. Cũng không ai được đụng vào hoặc là dịch chuyển trong suốt một năm. Đụng chạm vào bát muối vì tác dụng nó sẽ chạm vào cái năng lượng tiêu cực và nó sẽ bị phân tán mang lại những cái điều không hay cho gia chủ. Và cần phải nhớ, việc này nên làm âm thầm, không nên khoe khoang cho người khác biết. Đến ngày cuối cùng của năm ấy, thì gia chủ mới được phép đổ bát nước muối đựng cái đồng xu này đi. Trước khi sang năm mới thì gia chủ nhất định phải bỏ cái bát nước muối phong thủy cũ và thay bằng cái bát mới. Không để qua năm này sang năm khác, vì bát nước muối và đồng xu cũ đều tích trữ những cái nguồn năng lượng tiêu cực của cả một năm. Giữ lại sẽ làm hao tổn cái may mắn và tài lộc của cả gia đình. Đấy. Và đây cũng là một cái điều mà quý vị cũng cần phải lưu ý. Thứ tư là tắm nước muối để xua đuổi vượn đen. Quý vị thân mến, thì ngoài ra gia chủ có thể xua đuổi cái âm khí, cái vận đen bằng cách tắm nước muối. Tắm nước muối cũng sẽ giúp cho cuốn trôi hết những cái xui rủi và cái vận hạn và sẽ được gì hóa giải một cách nhanh chóng. Rất đơn giản, gia chủ có thể lấy 7 muỗng nước muối hòa vào nước, sau đó dùng nước này để dội từ đầu xuống. Bên cạnh đó thì gia chủ cũng có thể tắm bằng nước muối sẽ giúp cho da rẻ sạch sẽ, thanh lọc cơ thể và mang lại đến cái tinh thần được thoải mái hơn. Thứ năm là ném muối qua vai trái. Thưa quý vị, ném muối qua vai trái thì các bạn có thể là ném muối qua vai trái để giải xui. Đó. Nếu là nữ giới thì các bạn lưu ý là cầm nắm muối bên tay phải và ném qua vai trái. Còn nam giới thì là cầm nắm muối bên tay trái. Đấy. Quý vị hết sức lưu ý không bị nhầm lẫn khi ném qua vai phải sẽ gặp những cái điều xui, xui xẻo lại gấp đôi. Thưa quý vị, trong văn hóa tâm linh thì đằng sau cái chết bao giờ cũng là tồn tại của một cái cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi suối vàng thì con cháu sẽ dâng lễ vật lên đầy đặn, đặc biệt là trong cái ngày 23 tháng chạp. Gia chủ sẽ đặt một hũ muối hũ gạo vào nước lên trên bàn thờ. Vậy cái vị trí đặt ba hũ gạo muối nước trên bàn thờ như thế nào là chuẩn nhất? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Đó. 6 là chúng ta đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ. Đầu tiên chúng ta cùng xét là gạo muối nước trên bàn thờ có ý nghĩa gì. Thưa quý vị, trong mỗi cái bộ đồ thờ cúng gia tiên thì đầy đủ bao gồm có bát hương, ống nhang cũng như là gì cái đĩa bồng, thì bên cạnh đó không thể thiếu được đó chính là 3 cái hũ gạo muối nước, hay còn gọi là đài thờ hay là chóe thờ. Thông thường thì ba chóe thờ thường đựng muối, gạo và nước sạch. Đây là ba thứ không thể thiếu trong cái cuộc sống của người Việt. Muối thì từ ngàn đời xưa đã là một trong cái tài sản quý, tượng trưng cho cái ý chí trong sạch và mạnh mẽ. Chóe thờ đựng muối để bên trong ấy, với cái mong muốn là cuộc sống được sạch sẽ, no đủ và hưng thịnh. Gạo được coi là cái hạt ngọc của trời, là cái nguồn lương thực chính để nuôi sống con người.
lúa gạo là của cải, là cái cảnh sung túc do trời ban và là cái sự tinh khiết đơn sơ. Đặt chuối gạo trên bàn thờ cũng là một trong những cách để thể hiện cái lòng biết ơn sâu sắc với các vị thần linh đã ban cho chúng ta một cái nền văn minh lúa nước, khiến cho chúng ta được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Nước thì mang cái đặc tính trong sạch, thanh cao và thuần khiết. Con người có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng không thể nào thiếu được nước sạch. Nước chính là cái nguồn tài nguyên cần thiết nuôi dưỡng vạn vật. Chế thờ đựng nước để ước nguyện lòng thanh tịnh, tâm được tĩnh lặng và yêu thương. Đó. Vị trí đặt hũ gạo muối trên bàn thờ thế nào là chuẩn nhất? Thưa quý vị, cái vị trí đặt hũ gạo muối trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài, cái vị trí đặt hũ gạo muối trên bàn thờ theo văn hóa truyền thống thì sẽ có những cái quan niệm khác nhau. Thưa quý vị, sau đây Tử Thông sẽ hướng dẫn quý vị cách đặt ba hũ gạo muối nước trên bàn thờ để cầu mong cái may mắn, cái tài lộc suốt năm. Hũ gạo muối có thể đặt chính giữa hoặc là bên trái bên phải của bàn thờ. Việc sắp xếp và đặt vị trí hũ gạo muối trên bàn thờ phải đúng cách thì mới mang lại cái ý nghĩa và những cái điều may mắn cho gia chủ. Vị trí đặt ba hũ gạo muối nước tùy vào cái kích thước của bàn thờ và tùy theo cái đối tượng thờ cúng là bàn thờ gì. Nếu là bàn thờ Phật thì chỉ cần đặt hai hũ nước sạch ở hai bên thể hiện cho tấm lòng thanh tịnh là đủ. Nếu là bàn thờ gia tiên thì đặt ba hũ gạo muối nước hoặc là một cặp gạo muối. Gia chủ có thể đặt 2 đến 3 chóe ở cái phía trước bát nhang và đằng sau cái mâm bồng. Nếu mà quý vị thờ 2 chóe thì quý vị có thể là gì? Thờ 1 chóe đựng gạo, 1 chóe đựng muối, hoặc là 1 chóe đựng muối, 1 chóe đựng gạo cũng được. Đó. Hoặc là 1 chóe đựng gạo, 1 chóe đựng nước, 1 chóe đựng muối, 1 chóe đựng nước, tùy theo. Đấy. Gia chủ có thể sắp xếp 3 hũ gạo muối nước theo cái hình hàng ngang hoặc là hình tam giác. Theo thứ tự là cái hũ nước ở giữa và hai bên là hũ gạo và hũ muối. Đó. Gia chủ đặt 3 hũ gạo muối nước tại vị trí phía trước của bát hương và đằng sau mâm bồng. Đấy, cách nhau, mỗi hũ cách nhau khoảng một đoạn từ 3-5cm, 5cm là được rồi, tùy theo cái khoảng cách bát hương nhé, quý vị để sao cho hợp lý. Còn đối với ban thờ thần tài thì quý vị có thể đặt 3 hũ muối, gạo và nước ở phía sau bát hương và ở trước ông thần tài thổ địa. Và quý vị có thể xếp theo hình tam giác hoặc là đường thẳng, tùy theo cái không gian nó rộng hay là hẹp. Quý vị cũng cần phải lưu ý khi mà đặt hũ gạo muối nước trên bàn thờ thì tùy theo cái kích thước của bàn thờ và cái cách bố trí cái đồ thờ cúng mà gia chủ có thể đặt cái hũ gạo muối nước với những cái kích thước khác nhau. Gia chủ nên lựa chọn cái loại gạo ngon, nếu ở quê thì lấy gạo mới, nước thì lấy nước sạch, muối thì cũng có thể sử dụng muối sạch để làm cái vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. Quý vị cũng nên chọn cái chóe thờ được làm từ cái chất liệu tốt nhất, có thể bằng gốm, bằng đồng, tùy theo. Chế thờ thì nên được trang trí hoa văn bắt mắt như là long phụng hoặc là tùng cúc trúc mai. Chế thờ cũng cần phải được chọn riêng để đảm bảo cái tính linh thiêng, đấy, trang nghiêm trong cái việc thờ cúng thì gia chủ mới được cầu mong được những điều may mắn. Quý vị nên chọn những cái loại chế thờ mà có cái hình bụng phình ra, phình to ấy, để gì thu hút cái tài lộc, mang lại cái may mắn cho cả gia đình. Thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra là gì? Vậy thì chúng ta đặt cái chóe thờ trên bàn thờ đấy, thờ gạo muối nước thì bao lâu nên thay gạo muối một lần? Quý vị thân mến, ba hũ gạo muối nước, thời gian để thay ấy, tốt nhất là khoảng 2 đến 3 tuần, hoặc là một tháng là tốt nhất. Đấy. Bên cạnh đó thì quý vị cũng tùy theo cái thời tiết, nếu mà nó mà khô hanh thì quý vị có thể giữ được lâu hơn. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một trong những cái nét đẹp văn hóa, truyền thống của người Việt. Mảnh ghép này góp phần tạo thêm cái giá trị nhân văn, giữ gìn cái nề nếp gia phong, sống có đạo nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên bắt nguồn từ cái niềm tin cho rằng linh hồn của những người đã khuất vẫn còn hiện hữu trong cái thế giới này và ảnh hưởng đến cái đời sống của con người. Người Việt Nam cho rằng chết chưa phải là hết, thể xác tiêu tan nhưng mà cái linh hồn bất diệt và thường ngự trên bàn thờ gần gũi để giúp đỡ con cháu. Những cái linh hồn đó sẽ dõi theo những người thân để phù hộ cho họ khi mà gặp nguy nan, mừng khi họ gặp may mắn, khuyến khích họ làm những cái điều cát lành và cũng sẽ trách phạt khi mà họ làm những cái điều tội lỗi. Thưa quý vị, ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp thì bên cạnh cái mâm cao ngũ đầy cùng các lễ vật dâng cúng
thì chúng ta không thể thiếu một đĩa gạo muối trên cái bàn thờ, đúng không ạ? Như chúng ta đã biết, gạo và muối là hai cái vật phẩm không thể thiếu trên cái bàn thờ cúng của người Việt xưa. Thực tế, vẫn còn rất nhiều người mắc phải những cái sai lầm khi mà xử lý gạo muối sau khi cúng, bởi cái điều này có thể làm mất lộc, hao hụt cái vận may của bản thân cũng như là của gia đình. Như vậy, trong cái ngày rằm ngày mùng 1 sắp tới đây, thì quý vị cúng gạo muối thì sẽ xử lý gạo muối như thế nào để không phạm phải những cái đại kỵ trong tâm linh, mang lại cái bình an may mắn, cắt lành, vạn sự hanh thông, tiền tài cứ kéo về ngập két. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vì sao người Việt lại có cái phong tục là thờ cúng gạo muối. Với mỗi người dân Việt Nam thì cái đạo lý uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu vào trong tiềm thức, với những cái giá trị nhân văn sâu sắc về đạo đức, về lối sống của dân tộc chúng ta. Điều này nó càng được thể hiện rõ ràng qua cái phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên, cha mẹ, nhằm để tỏ lòng biết ơn và tỏ lòng hiếu kính với những người đi trước. Mỗi một món đồ thờ cúng thì đều mang trong mình những cái ý nghĩa riêng. Một trong những cái thứ không thể thiếu trên bàn thờ, trong mâm cúng, ngày lễ chết Tết Dỗ Chạp, thì đó chính là hai đĩa gạo và muối. Phong tục thờ cúng gạo muối đã được người Việt Nam duy trì từ thời xa xưa đến nay, do đây chính là hai cái loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của con người. Hay nói cách khác, gạo và muối có ý nghĩa sống còn đối với cái sự tồn tại của con người. Nó có công dụng tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể, mang lại cái ý nghĩa phong thủy tín ngưỡng. Nếu như gạo là cái nguồn lương thực không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt, trong dân gian Việt Nam, thì hạt gạo trắng ngần như hạt ngọc, hạt vàng, trước ngày Tết, nhà nhà đều đổ đầy cái hũ gạo với mong muốn một năm ấm no, đầy đủ, hạnh phúc, sung túc. Muối lại là cái tài nguyên vô tận của thiên nhiên ban tặng cho con người. Muối là cái tinh hoa chất lọc từ biển khơi, dạt dào. Nhất là với nền văn minh lúa nước, gốc rễ của nước ta ấy, thì gạo và muối là hai loại thực phẩm đóng vai trò thiết yếu trong cuộc sống, không thể thiếu. Cũng có quan niệm khác cho rằng gạo và muối là cái biểu tượng cho ba thứ may mắn, tài lộc và sức khỏe. Cúng hai cái vật phẩm này cũng là cầu mong sức khỏe, may mắn cho cả gia đình mình. Vì thế, trong cái phong tục thờ cúng ấy, thì gạo và muối được truyền từ đời này sang đời khác và trở thành một trong những cái phong tục tốt đẹp của dân tộc ta. Thứ hai là ý nghĩa của gạo muối trên bàn thờ. Thưa quý vị, trong văn hóa tâm linh của người Việt, chết không phải là hết. Người đã khuất vẫn còn một cái cuộc sống mới ở cái thế giới bên kia, dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Chính vì vậy, để tỏ lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi suối vàng, thì con cháu sẽ dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ, như là gì? Tiền vàng, các lễ vật cúng dâng, gạo muối, nước sạch. Hũ gạo muối trên bàn thờ cũng sẽ có ý nghĩa như sau. Thứ nhất là để cúng chúng sinh và vong linh. Theo quan niệm của người Việt cho rằng, con người thì có thể ăn thứ ngon vật lạ, còn đối với vong linh thì họ lại không như vậy. Thế giới ngã quỷ thì chỉ hưởng nhang hoặc là gì? Ăn bằng cái tâm hưởng. Chứ họ không ăn những thứ như chúng ta. Vì vậy, cái việc cúng gạo muối cho chúng sinh vong linh là vì hai thứ đó là cái thứ căn bản của sự sống, để cầu mong chúng sinh vong linh được no đủ, đủ đầy. Do đó, trong lễ cúng thí thực, các Phật tử thường bày gạo muối trên bàn thờ, trên mâm cúng để cúng chúng sinh và vong linh, mong cho chúng sinh vong linh được no đủ, không quấy phá người phàm nữa. Cúng gạo muối cũng để thể hiện cái sự biết ơn. Nếu như mà cúng gạo muối để cầu mong cho vong linh được no đủ ấy, thì đối với thần thánh hay là các bậc tiền nhân, thì việc này nó lại thể hiện cái sự biết ơn đối với công lao và cái sự phù hộ của họ. Ngoài hai cái ý nghĩa bên trên, thì cúng gạo muối còn là cách để thể hiện cái lòng biết ơn đối với những người đi trước đã khai sinh ra cái nền văn minh lúa nước, giúp chúng ta có cuộc sống ấm no, đầy đủ, hạnh phúc và sung túc như ngày hôm nay. Thưa quý vị, nghi thức giải gạo muối trong lễ cúng cũng có hai cách hiểu. Có người cho rằng đó là để chia cho các vong hồn ngã quỷ, cũng có ý kiến khác cho rằng đó là cái động tác gieo mùa truyền thống của nền văn minh lúa nước chúng ta. Cúng gạo muối để xua đuổi tà ma chướng khí. Thưa quý vị, gạo muối còn có thể giúp chúng ta xua đuổi tà ma âm khí, mang đến những cái điểm may mắn. Quan niệm dân gian cho rằng gạo và muối có thể chống lại cái chướng khí và những cái linh hồn xấu. Cái việc cúng gạo muối, đặc biệt là trong ngày mùng 1 và ngày rằm ấy, thì cũng sẽ vừa là để bố thí cho những cái vong hồn đấy, cũng vừa là để gì? Mong cầu cho họ đừng quấy phá gia đình nữa. Thứ ba, cúng gạo muối xong thì làm gì để thu hút được cái tài lộc? Quý vị thân mến, với những cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng được nêu ở bên trên ấy,
thì có thể khẳng định gạo và muối là hai cái món bắt buộc phải có trên ban thờ khi mà thờ cúng vào cái ngày rằm tháng 10. Đó. Cũng bởi thế, nhiều người cho rằng không biết là gạo muối si cúng xong ấy thì sẽ xử lý ra sao? Liệu chúng có được cất giữ ở một cái vị trí phong thủy nào đó trong nhà hay không, hay là đổ đi? Đó. Gạo và muối, hai thứ này sau khi cúng thì cần phải xử lý theo nguyên tắc cẩn thận, chứ không nên vứt bừa bãi lung tung. Đấy. Phòng tránh cái việc rước họa vào thân hay là những điểm xấu đến với gia đình. Cách làm quen thuộc thường ngày ấy, thì chúng ta thường đem giải gạo muối ra ngoài, đúng không ạ? Sau khi cúng xong ấy, thì người ta thường thực hiện cái nghi lễ là giải gạo muối ở ra xung quanh. Nhất là gạo và muối để cúng chúng sinh ấy, thì người ta giải đồng thời vừa giải vừa tụng kinh niệm Phật. Đấy. Mong muốn cái vong hồn chúng sinh được siêu thoát. Như vậy thì với cái mục đích thứ nhất là bố thí cho vong linh. Thứ hai là để xua đuổi những cái thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà mình hoặc là gì, nơi mình buôn bán. Cũng có gia chủ thì giữ lại cái gạo muối thờ cúng ở trong nhà để một góc nào đó, khi nó hỏng thì mới mang đổ đi. Bởi người xưa quan niệm rằng gạo muối sau khi cúng thần thánh ấy, sẽ có được cái sự may mắn, có được cái tài lộc mà thần thánh ban vào trong đó, nên là sẽ giữ lại ở trong nhà. Trường hợp này chúng ta chỉ áp dụng khi mà gì, chúng ta thờ cúng tổ tiên trong dòng tộc nhà mình hoặc là thờ cúng thần tài mà thôi. Vì là cái gạo muối đó là mình cúng cho những người trong gia đình nhà mình. Thứ tư là nguyên tắc giải gạo muối đúng và chuẩn. Giải gạo trước hay là muối trước? Khi đem rắc gạo muối sau cái nghi lễ thờ cúng thì nên giải gạo trước hay là muối trước là cái thắc mắc của rất nhiều người. Cách giải muối và gạo có thể sẽ có sự khác biệt tùy theo cái phong tục của từng vùng miền, tùy địa phương. Ở một số vùng ấy, thì gạo muối sẽ được trộn lẫn với nhau trước khi giải. Cũng có những nơi tách ra riêng gạo và muối, và thứ tự giải cũng sẽ khác nhau tùy theo cái quan niệm của từng nơi. Do đó, gia chủ có thể giải gạo trước hay là muối trước thì đều được, không có vấn đề gì cả. Còn theo quan niệm Phật giáo ấy, thì không nên trộn lẫn gạo và muối để giải chung ấy, vì khi bố thí cho chúng sinh sẽ nhặt lại để ăn, đồ ăn mà trộn lẫn thì cũng sẽ rất là khó nuốt. Vì thế nên là giải gạo trước rồi sau đó mới giải muối. Một số người lại có câu hỏi là gì, có nên trộn gạo và muối chung lại với nhau để giải hay không, hay là nên tách riêng? Một số người sẽ trộn gạo và muối lại với nhau để giải chung quanh. Thế nhưng một số người sẽ lại gì tách riêng gạo và muối để giải và phóng về nhiều phía khác nhau. Đồng thời vừa giải vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc trộn hay là tách riêng ra ấy, thì cũng tùy theo cái quan điểm của từng vùng, từng miền và các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Cái việc này là không bắt buộc. Đấy, bởi vì cái hành vi này thực hiện thế nào cũng được. Quan trọng không phải ở cách giải mà là quan trọng là ở cái tâm, đó, ở tấm lòng, cái sự chân thành muốn giúp đỡ các vong linh có được cuộc sống no đủ hơn. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về vị trí giải gạo muối để thu hút cái tài lộc may mắn cho cả gia đình. Đối với vị trí giải thì các bạn nên giải vị trí gạo muối ở trước sân hoặc là trước cửa, trước bàn cúng. Đó. Trong lúc giải thì đừng quên niệm Phật. Như vậy thì sẽ đảm bảo các vong linh sẽ nhận được gạo muối rồi sẽ rời đi, không làm phiền gia chủ nữa, giúp gia chủ đạt được nhiều cái may mắn, sức khỏe và tài lộc. Thưa quý vị, ngoài dùng trong cái việc cúng kiếng thì cái công dụng của gạo và muối còn có cái công dụng rất tốt trong việc dọn dẹp nhà cửa, đó, trong công việc nấu ăn. Bên cạnh đó thì muối cũng được dùng trong cái việc làm đẹp hay là thông tắc cống, sát trùng, diệt khuẩn, vân vân. Thậm chí theo quan niệm phương Đông ấy thì muối còn có thể là dùng để trừ tà, để xua đuổi vận xui, nhất là trong cái ngày rằm tháng 10 âm lịch sắp tới đây đến cuối năm. Với cái mẹo rắc muối quanh nhà, có thể các bạn đã dùng muối trong rất nhiều cái công việc khác nhau, nhưng mà chắc chắn chưa hề nghĩ đến là rắc muối quanh nhà thì có thể là chỉ thu hút được cái may mắn và tài lộc. Nghe có vẻ là ly kỳ, nhưng mà trên thực tế cái việc rắc muối quanh nhà thì sẽ mang lại nhiều cái cát lợi, nhiều cái lợi ích cho các bạn không thể ngờ tới. Theo phong thủy, muối có khả năng hấp thụ cái năng lượng tiêu cực, mang đến cái nguồn năng lượng tích cực, tinh khiết cho con người. Cũng như là gì, cho cái không gian sống của các bạn. Bởi vậy, cách rắc muối trong nhà, đặc biệt là ở các góc và trong phòng, quét sạch đi khi mà chúng ta chuyển đến nhà mới, có thể sẽ giúp hấp thụ cái nguồn năng lượng tốt còn tồn đọng ở trong nhà từ trước đó, giúp cho không khí được thanh lọc và trong lành hơn. Thêm vào đó, giải muối xung quanh phía ngoài của ngôi nhà hoặc là cửa ra vào đúng vào ngày rằm tháng 10 tới đây ấy, cũng sẽ giúp ngăn chặn cái nguồn năng lượng tiêu cực và làm sạch cái không khí trong nhà bạn. Đặc biệt, giải một ít muối ở trên sàn nhà vào cái buổi tối và quét đi vào sáng sớm hôm sau ấy, thì sẽ giúp xua đuổi quỷ dữ và tránh xa những cái âm khí
nó xâm phạm vào gia đình nhà bạn. Mẹo đặt muối ở góc nhà hướng đông nam, cung tài lộc. Không có ý kiến thống nhất nào cho cái vị trí đặt nước muối, nhưng mà trong phong thủy thì nên đặt ở vị trí cái cung đông nam, cái sao tam bích và cái sao ngũ hoàng. Nếu mong muốn tiền bạc của gia đình được dồi dào thì đặt muối ở hướng đông nam. Còn nếu mà mong muốn cải thiện cái sức khỏe của gia đình ấy, thì nên đặt muối ở hướng đông, ở cung gia đạo. Cứ mỗi 2 tháng thì chúng ta lại thay bát nước muối một lần. Tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái mẹo đặt muối trong cái ví tiền. Theo quan niệm của dân gian thì vào ngày rằm ngày mùng 1 đầu tháng hoặc là năm mới thì người ta sẽ đặt một cái túi muối nhỏ vào trong ví để cả tháng cả năm được bình an may mắn, tiền bạc dồi dào. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì cái chuyện này lại càng quan trọng hơn. Không ai chắc chắn được cái yếu tố tâm linh mà muối sẽ mang lại, nhưng mà về cái yếu tố tâm lý ấy, thì ai cũng muốn có một tháng làm ăn gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, vậy là trên đây Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách cúng gạo muối, và đặc biệt là gạo muối cúng xong ấy, thì rắc vào đâu để thu hút được cái may mắn và tài lộc, vượng khí cho cả gia đình.